Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp các thắc mắc là quan hệ lần đầu thì có thai hay không? Quan hệ lần đầu có thai hay không? Quan hệ lần đầu bị ra máu thì có thai hay không? Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm ở thời điểm hiện tại, nhất là các bạn trẻ. Sự thật là dù có phải quan hệ lần đầu hay không thì bạn vẫn có khả năng mang thai nếu như mà các bạn không sử dụng các cái biện pháp tránh thai an toàn. Và cái cách quan hệ lần đầu có thai nào, tránh thai nào vừa thuận lợi vừa hiệu quả thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Ở một số bạn gái thì quan hệ lần đầu là cái trải nghiệm khó quên ở trong đời của họ. Song vì là lần đầu tiên, các bạn ấy còn rất là bỡ ngỡ nên sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nếu như các bạn không biết cách bảo vệ bản thân của mình. Cách quan hệ lần đầu không có thai tốt nhất là các bạn cần tìm hiểu rất là kỹ về những cái kiến thức về giới tính. Và video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn làm sáng tỏ quan hệ lần đầu có thai hay không, hay là quan hệ lần đầu không ra máu thì có thai hay không, và gợi ý cho các bạn một số cái cách quan hệ để tránh thai một cách an toàn. Trong cái lần quan hệ đầu thì bạn cần chuẩn bị những cái gì? Tình ái có một cái vai trò quan trọng trong cái việc gắn kết và cái thăng hoa tình cảm của cả hai người. Và dù hiện nay là vì cái quan niệm về tình ái đã cởi mở hơn, nhưng mà quan hệ trước hôn nhân vẫn được coi là một cái bước ngoặt vô cùng quan trọng. Bạn cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng khi quyết định quan hệ trước hôn nhân. Vậy thì bạn cần phải chuẩn bị gì cho lần quan hệ đầu tiên? Đầu tiên là sao ạ? Cả hai phải cùng sẵn sàng. Nữ giới thường bị đau ở vùng kín trong lần đầu quan hệ, nhất là khi mà cả hai chưa thực sự sẵn sàng và đều chưa có kinh nghiệm. Để quan hệ lần đầu ít đau thì cả hai cần tự nguyện và thoải mái. Không nên quan hệ trong tâm lý nặng nề, sợ hãi. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc yêu mà nó khiến cho mối quan hệ của cả hai có thể bị rạn nứt luôn. Tiếp theo là các bạn phải vệ sinh cơ thể thật là sạch sẽ. Để lần đầu tiên nó để lại những cái ấn tượng tốt thì các bạn tắm rửa, vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ là một cái điều đặc biệt vô cùng quan trọng. Bạn có thể thử những cái dung dịch vệ sinh chuyên dụng để làm sạch tốt hơn. Các bạn nên tránh các sản phẩm tẩy rửa mạnh hoặc có mùi để ảnh hưởng tới sức khỏe vùng kín hoặc làm giảm tiết dịch nhờn. Lưu ý, nếu như vùng kín của cả hai bạn đang gặp vấn đề như là nhiễm trùng, có mụn, bị tổn thương thì chúng ta không nên quan hệ. Tiếp theo là các bạn nên chuẩn bị bao cao su. Nếu như cả hai chưa sẵn sàng có con thì chúng ta hãy sử dụng bao cao su cho lần đầu quan hệ. Biện pháp này cũng giúp cho các bạn ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục một cách hiệu quả và an toàn. Vậy thì quan hệ lần đầu có thai hay không? Quan hệ một lần có mang thai được hay không? Nhiều người, đặc biệt là những cô gái tuổi dậy thì, nghĩ rằng quan hệ lần đầu thì không thể có thai. Song đây là suy nghĩ sai lầm. Sự thật là khi quan hệ mà không có bất kỳ cái biện pháp tránh thai an toàn nào thì dù cho cô ấy là quan hệ lần đầu hay đã có quan hệ nhiều lần trước đó, cái khả năng mang thai nó vẫn có thể xảy ra. Lần đầu tiên thậm chí là người ta còn thấy rằng ở lần đầu tiên quan hệ các bạn có khả năng mang thai cao hơn. Các chuyên gia sản khoa cho rằng những bạn gái lần đầu tiên quan hệ họ có khả năng mang thai cao hơn những phụ nữ thường xuyên quan hệ. Nguyên nhân là do người lần đầu tiên quan hệ không có kinh nghiệm ngừa thai. Và quan hệ lần đầu có thai hay không nó còn tùy thuộc vào cái thời điểm quan hệ và nó phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người. Việc quan hệ lần đầu có thai hay không nó phụ thuộc vào khả năng sinh sản của người phụ nữ. Một số người có thể là mất vài tháng hoặc thậm chí là nhiều năm để chờ đợi để có thể thụ thai thành công, trong khi những người khác có thể thụ thai bất kỳ lúc nào khi quan hệ, ngay cả khi đó là lần đầu tiên quan hệ và họ không hề mong muốn có thai trong cái thời điểm đó. Khả năng mà các bạn mang thai rất là cao nếu như các bạn quan hệ vào những ngày rụng trứng. Với nhiều bạn trẻ, lần đầu tiên làm chuyện ấy không thể tránh khỏi những cái sự gọi là vụng về. Trong lần đầu ấy, nhiều bạn gái sẽ bị chảy máu do rách màng trinh hoặc gần đến chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này các bạn gái có thể sẽ hoang mang và tự hỏi quan hệ lần đầu ra máu như vậy thì có thai hay không. Nếu quan hệ vào đúng ngày rụng trứng thì bạn gái có khả năng mang thai rất là cao. Nếu không dính thai kỳ thì chu kỳ kinh nguyệt của bạn có thể sẽ thay đổi. Quan hệ một lần có thể có thai hay không? Khi bị chậm kinh quá 10 ngày sau khi quan hệ lần đầu, bạn nên mua que thử thai về để kiểm tra tại nhà để biết là mình có thai hay không. Và cái cách quan hệ tránh có thai thì việc tìm hiểu các cái
Về cái lần lần đầu có thai, quan hệ lần đầu có thai hay không, và cái cách quan hệ để tránh có thai á, không chỉ cần thiết cho những người lần đầu quan hệ mà nó còn khá hữu ích với những ai chưa sẵn sàng làm mẹ nữa. Thì cái cách quan hệ á, cái cách tính đầu tiên là các bạn có thể tính cái chu kỳ kinh nguyệt. Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn đều đều là 28 ngày, bạn không cần dùng các biện pháp tránh thai khi làm chuyện ấy, và vào ngày thứ 21 đến ngày thứ 28 hoặc là vào ngày 1 đến ngày 7 của vòng kinh. Trường hợp kinh nguyệt của bạn không đều thì phương pháp này không thể áp dụng được. Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn đều nhưng vòng kinh dài hoặc ngắn hơn 28 ngày thì bạn có thể áp dụng các tính ngày an toàn để quan hệ. Và thời gian quan hệ an toàn là giai đoạn 7 ngày trước khi đến ngày dự kiến có kinh hoặc là những ngày đầu sau khi có kinh. Biện pháp thứ hai, các bạn có thể uống thuốc tránh thai. Trong quá trình tìm hiểu quan hệ lần đầu có thai hay không, hoặc là quan hệ xong nên làm gì để không có thai, bạn sẽ thấy là gì? Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể là cứu cánh trong những cái trường hợp này. Các cái loại thuốc này nó tương tự như cái viên uống tránh thai hàng ngày, nó chứa hóc môn sinh dục nữ đó là progesterone. Tuy nhiên cái hàm lượng kích thích của cái yếu tố progestin trong cái thuốc tránh thai khẩn cấp á, nó cao hơn và ngay lập tức nó có tác dụng ngăn cản sự rụng trứng, tránh dẫn tới cái hiện tượng thụ thai. Và thuốc được chỉ định trong các trường hợp là quan hệ không sử dụng các cái biện pháp tránh thai nào. Đây chỉ là cái phương án chống cháy trong những cái trường hợp mà khẩn thiết, hiệu quả đến 75% nếu sử dụng trong 72 giờ sau khi quan hệ và vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho người sử dụng. Vì thế với cách tránh thai sau khi quan hệ này, bạn không nên sử dụng thuốc quá 2 lần trong một tháng. Nếu như các bạn không muốn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ và không dùng biện pháp bảo vệ, bạn có thể đặt vòng tránh thai khẩn cấp tại các cái cơ sở y tế. Tuy nhiên cái việc mà các bạn đặt vòng tránh thai á, không thể tùy tiện mà các bạn phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, vì cái biện pháp này nó rất là kén người sử dụng. Lưu ý là bạn có thể đặt vòng tránh thai trong vòng 5 ngày, muộn nhất là 7 ngày kể từ ngày quan hệ tình ái không được bảo vệ. Và biện pháp tốt nhất là vẫn là các bạn sử dụng bao cao su. Đây là một cái biện pháp rất là tốt. Nếu như mà các bạn canh ngày quan hệ dựa trên chu kỳ kinh nguyệt như trên á, thì nó sẽ giảm giảm cái tỷ lệ mang thai. Tuy nhiên cái việc dùng bao cao su á, vẫn là cái biện pháp an toàn để các bạn tránh thai và các bạn có thể ngăn ngừa các bạn lây các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình ái. Cái cách ngừa thai này được nhiều cặp đôi lựa chọn bởi vì rất hiếm gây ra cái tác dụng phụ. Đây cũng là cái điểm đáng lưu ý trong cái cách quan hệ lần đầu tiên. Và trong video ngày này thì mình đã giải đáp cho các bạn là gì, quan hệ lần đầu nó có thai hay không và những cái biện pháp để các bạn tránh thai trong lần đầu tiên quan hệ. Hy vọng đây là video giúp cho các bạn có được những cái kiến thức bổ ích về cái giáo dục giới tính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.